Xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog, miền Bắc trên kênh Chí Thanh Vlog nha các bạn. Kênh của mình thì chuyên về dự đoán kết quả cho số miền Bắc và miền Nam chuẩn nhất hiện nay. Mình xin thông báo cho các bạn là tuần rồi thì kênh Chí Thanh Vlog của mình đài miền Bắc thì lập về 5 ngày nha các bạn. Nếu các bạn không tin thì hãy xem những video đã mình đã đăng nha các bạn. Ngày hôm nay thì Lộc đã về, đối với đài miền Bắc mình sẽ ghi ra con số nào mà kênh của mình dự đoán chúng cho các bạn tham khảo, đó là con Bạch Thủ. Thì mình dự đoán con số 07 và thật may mắn khi ngày hôm nay khi trúng được một lô. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng theo dõi và ủng hộ cho kênh của mình. Ngày mai ngày 30 tháng 8 thì đài miền Bắc trên kênh Chí Thanh Vlog của mình sẽ dự đoán những con số cho các bạn tham khảo như sau. Con Bạch Thủ thì mình dự đoán con số 88 nha các bạn. Ngoài ra thì con Song Thủ trên kênh của mình thì mình dự đoán con số là 48. Và con số 84. Ngày mai con số đá và lô ba con của đài miền Bắc thì mình dự đoán con số 3 6 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh của mình bấy lâu nay. Chúc các bạn may mắn, hẹn các bạn vào ngày mai, một ngày cuối tháng thật đẹp, ngày 31 tháng 8. Xin chào và hẹn gặp lại.